nó là tặng tôi nha. Không lẽ tôi mua cho tôi? Tặng quà gió cầm lại muốn chết luôn à. Sao tốt với tôi vậy? Ừ thì tại thích. Khi yêu, trong mắt mình, người mình yêu là một vị thần. Còn khi ghét, lại là một ác quỷ. Vậy trong mắt Dũng á, Nhân là gì? Không phải là một bác sĩ hào nhoáng, và cũng không phải là một người đàn ông điểm 10 như những gì người ta nhìn thấy. Trần thấy đó, ông Hải 10 lần cũng như 10 lần, lần nào cũng bỏ tôi giữa chợ hết á. Riết rồi, nản. Thiệt tôi nản lắm luôn á. Trần nhìn đi, tôi bộ nhìn tôi không có xứng với ông hả? Làm gì Liên có xứng với ông hả? Đúng không? Không, làm gì có. Tại sao ông đối xử với Liên như vậy chứ? Hả? Tại, tại sao đối xử với tôi như vậy chứ? Tại hả? Vì cái ông đó ông không có con mắt. Ly là cực phẩm, cái ông đó là kiểu mà có con mắt mà không biết nhìn người, hiểu không? Cái dạng đàn ông đó mất không có tiếc, bỏ đi. Tôi mà gặp ổng được đá đứt ổng. Chính xác. Bây giờ có Trân ở bên cạnh Ly yên tâm. Trân là số 1. Đúng rồi. Chỉ có một mình Trân là thương Ly, bảo vệ Ly thôi. Còn tất cả tụi đàn ông là đều là xấu xa hết. Đúng, xấu xa. Vô. Vô. Trần có nhớ, có nhớ hồi lúc mình đi học không? Nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Hồi đó hả? Nếu như mà không có Trần hả? Thì Ly đã... Chơi mất dạy vậy mày? Ê gì? Mày chửi ai mất dạy vậy mày? Tao nói hai mày mất dạy á. Mày nghe nói gì không? Nó nói á, mày mất dạy á. Nó nói mày mất dạy á. Nó nói mày á. Tao nghe nó mày á. Nó nói mày mất dạy á. Nó nói mày mất dạy á. Nó nói cái mặt mày. Nó chửi mày á. Tao nói hai mày mất dạy á. Ê nè bánh bèo, tụi mình là học chung trường với nhau, bằng tuổi nhau, phải xưng hô làm bạn bè, mất gì kêu mất dạy vậy? Ai thèm là bạn bè với tụi mày, ba má tụi mày không dạy mày hay sao vậy? Mất dạy. Nè tụi tao có ba mẹ dạy đàng hoàng nha, chứ không như cái giống tụi mày nha. Cái giống tao làm sao? Mày nghe nói gì không? Để tao, để tao. Ngon á, mày làm được gì? Làm đi. Nè bánh bèo, mắc chi căng với chị em. Ôi da. Ê mày. Nè nè. Đứng. Đau đâu? Đau thiệt. Còn biết chuyện đó không? Không, không, không biết rồi. Đừng nói con Ly là chết bà tao mới chứ. Em biết rồi chị ơi. Lỗi. Em xin lỗi ạ. Xin lỗi Ly. Em xin lỗi chị Ly. Mày xin lỗi không? Dạ em xin lỗi chị Trân. Bố giờ xin lỗi. Xin lỗi chị Ly. Má mày, mày hả? Đáng đời. Ê ê, lấy xe về. Dạ em biết rồi. Đây, cái đồ cùi bắp, cái đồ bay dơ. Về. Giỏi quá. Yên tâm đi, từ đây về sau có Trân, Ly không cần phải sợ. Thương quá à. Nhớ rồi, lúc đó hả, Ly còn ké đá người ta hai ba cái nữa. Chính xác, đồ bá dơ. Bá dơ. Đồ cùi bắp. Cùi bắp. Bởi vì Ly mới nói ha, trong cuộc đời của Ly, thiếu ai cũng được hết, ngay cả ông Hải luôn. Nhưng mà thiếu Trân là không được. Thiếu Trân á là Ly sẽ chết. Thôi không có buồn nữa, quan trọng là bây giờ Ly
luôn luôn có chân, đồng ý không? Nhớ nha, nói là phải giữ lời. Hứa giữ lời luôn, mãi mãi bên nhau luôn. Vô. Chào em. Vô với anh cái được không nè? Ok. Vô. Thôi. Ôi, gì đó? Bạn em nó xỉn thì anh thông cảm, qua bàn khác chơi nghe, em đưa bạn em về. Trời ơi, xỉn gì mà xỉn em. Nhấp môi thôi, nhấp cho mềm môi. Xong rồi anh làm cho cứng cái môi lại. Mà hai đứa con gái đẹp gì nè, ngồi nhậu ngoài sương ngoài gió, chúng gió chết rồi sao? Không ai như vậy. Nhậu xong anh đưa đi khách sạn nha. Nè, làm cái gì động tay động chân vậy hả? Hả? Ê, trời đất ơi. Ông đi kêu công an đi. Đi kêu công an lẹ lên. Tôi ở đây. Đi kêu công an nhanh lên nha. Thôi đi bạn, tôi xỉn thôi, mấy anh thông cảm. Mà mấy anh con trai ăn hiếp con gái không thấy ngại hả? Trời, ăn hiếp là ăn hiếp gì em. Hay là em muốn anh hiếp em? Trời, dạ. Mày mày làm gì vậy mày? Mày làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Hả? Bỏ tao này. Mày giết người. Giết người. Chân không sao. Yên tâm, chân sẽ bảo vệ Ly suốt đời. Chân, chân ơi đừng làm Ly sợ mà chân. Xin lỗi, cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Tranh ạ? Dạ. À, dạ đây ạ, à, đây. Là tôi. Mời người nhà theo tôi ra làm thủ tục và đóng tiền cho bệnh nhân. Dạ. À, đi đi đi. Đi đâu? Đi ra đóng viện phí. Đó là con của tôi, để tôi lo là được rồi. Để em đi cùng với anh. Em muốn tự tay chăm sóc cho con. Con anh cũng như con em mà. Nổi óc hết. Bà Mạnh, bà ngồi xuống đây giùm tôi đi, bà ở đây nha. Không được đi theo. Con cũng vậy. Không được đi theo ba. Anh Nam. Anh Nam ơi. Trang sao rồi? Anh làm gì giờ này mới đến? Điện thoại anh hết pin. Anh về cắm sạc mới hay em gọi nè. Anh có biết á, tôi gọi cho anh bao nhiêu lần không hả? Anh đang đi với nhỏ nào đúng không? Đây là phòng cấp cứu. Cảm phiền mọi người giữ im lặng. Tránh làm phiền tới bệnh nhân. Dạ, xin lỗi. Đừng bao giờ nói chuyện với tôi kiểu đó, rõ chưa? Đang ở trong coi tin tức của Trang nữa sao mà đi lôi đây làm cái gì? Cái gì? Tôi nói anh nghe. Chuyện gì vậy? Hồi nãy á, có thằng Hùng tôi không có dám nói. Bây giờ tôi muốn nói cho anh nghe cái chuyện này. Nhưng mà anh phải thật sự bình tĩnh nghe. Nè, cái chuyện gì nói lẹ lên đi. Trời ơi, tôi đang ở đó tôi coi con cái tôi nó ra sao mà cứ kêu ra đi làm cái gì. Trời, cái chuyện này nó cũng quan trọng nữa. Cái gì nói đi. Nhưng mà anh phải thật sự bình tĩnh á. Rồi, tôi bình tĩnh rồi nè. Bình tĩnh nha, chứ cái tánh anh hay nổi nóng á. Anh hiểu không? Đó, bây giờ giãn ra. Giãn cái mặt ra, giãn cái cơ mặt ra, thật đâu đúng rồi, đã tươi cười vậy. Đón nhận, nghe không? Đón nhận sự thật. Nói anh biết nè. Tôi thấy hình như con Trân á, với con Ly á, nó thương nhau á. Trời ơi, tụi nó là chị em bạn với nhau, nó thương chuyện bình thường. Tưởng chuyện gì không á? Đấy. Nó thương theo cái kiểu nam nữ, anh hiểu không? Hai đứa con gái mà thương theo kiểu nam nữ giống như hai thằng trai mà thương kiểu nam thương nam từ nhỏ tới lớn. Sao tự nhiên nè, thôi nha ông, đừng cái chuyện mà vì cái chuyện mà con Trân á nó không thương thằng Hùng, nó từ chối, cái đâm ra ông thù giặc rồi tự nhiên bây giờ ông đem cái chuyện ông bày đặt, ông nói đủ thứ chuyện, ông muốn hại, ông muốn nói xấu nó hả? Trời ơi, anh sao vậy?
Anh biết tôi từ nhỏ, anh chơi thân với tôi tới bây giờ. Tôi có vậy không? Tôi có thù giặc không? Có không? Nhưng mà tôi thấy sao tôi nói vậy thôi. Tôi báo tin cho anh vậy đó, anh hiểu không? Ghê lắm, hai đứa gái thương nhau giống. Thôi đi! Thắt người trái cút ra miệng. Anh làm vậy anh la cả hết hồn anh giết vậy. Ở đây bệnh viện đó. Thôi, thôi, đừng, thôi, 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 đừng nóng. Đừng nóng, bây giờ giãn ra, giãn cơ mặt ra, thoải mái đây đó, cái mặt giãn ra nè, nó. Đi xuống, đi xuống, đừng giận, đừng nóng. Trần Dương Ly cặp nhau thôi, chứ cách ra bây giờ. Ủa gì, nói gì? Không có, không có, không có. Thôi. Sao cô lúc nào cũng vậy? Lúc nào cũng không biết thông cảm với người khác. Cành nhằn, khó chịu, vô lý. Tôi chán lắm rồi. Anh chán à? Chứ không phải bây giờ anh có người khác muốn bỏ tôi sao? Cần gì có con khác. Chính bản thân cô đã làm cho tôi chán cô đó. Yêu mà không biết chia sẻ. Chia tay đi. Tình cảm bao nhiêu năm nay nói chia tay là chia tay hả? Anh là đồ khốn nạn mà. Anh đi đi. Tôi không cần anh nữa. Chỉ có một mình Trân lo lắng cho Ly, bảo vệ Ly, thương Ly. Anh đòi chia tay Ly rồi. Nghe Trân nói nè, không có khóc vì cái người không xứng đáng. Bây giờ cho dù cả thế giới có quay lưng với Ly á, thì Trân cũng sẽ ở bên cạnh Ly. Bao nhiêu năm qua vẫn vậy, nhiều năm sau cũng sẽ như vậy. Trân yêu Ly. Con nói gì vậy Trân? Con yêu Ly. Trời ơi, thiệt tình. Chú Thái nói ba không có tin, ba còn tỏ thái độ với chú Thái nữa. Nhưng bây giờ ba nghe hết, ba không ngờ tại sao con làm vậy hết Trân. Hả? Con xin lỗi ba. Lỗi phải cái gì? Con muốn xin lỗi phải không? Về đi, về nhà kiếm một thằng đàn ông, lấy nó làm chồng đi. Cái đó là xin lỗi ba đó. Còn không á, đừng nhìn mặt ba nữa. Ba, đi theo làm gì? Ba, chú. Trời ơi, ngon quá à. Anh của cô sắp về rồi đó. Trời ơi, ông về mà ông nghe là thằng con trai ông có bồ, chắc là ông vui dữ lắm. Trời ơi, chị của em á nha, mà đã ra tay rồi á, bất cứ chuyện gì cũng thành công á. Phải che giấu đi tâm hồn tôi vì sợ tiếng xôn xao mọi người, giọt nước mắt của mẹ và những lời cha đắng cay đau lòng. Có lúc muốn chấm hết bao nhiêu buồn đau, người nào thấu cho con tim mình, từ người thân chính mình, từ gia đình mình yêu thương. Vì sao tôi phải sống theo điều người khác muốn? Vì sao phải cứ thế mới được gọi là hạnh phúc? Vì sao tôi chẳng thể có niềm vui nhỏ bé thôi mà? Vì sao cuộc đời của tôi không được là chính tôi, không được là chính tôi?
cứ phải dối lừa bản thân. Ai khen chê tôi cũng không cần, mỗi người một số phận, chẳng ai có thể sống thay cho mình. Những câu nói châm biếm sau lưng dè khi không đau đớn như bao anh nhìn, từ người thân chính mình, từ gia đình mình yêu thương. Vì sao tôi phải sống, vì sao tôi phải sống theo điều người khác muốn, theo điều người khác muốn, vì sao phải cứ thế mãi được gọi là hạnh phúc. Tôi có gửi bà chút quà, gửi hình không thì chắc chưa đủ sống động. Ai vậy? Cho nên tôi có gửi thêm địa chỉ nơi thằng con trai của bà đang quấn quýt cùng thằng người tình của không được là chính tôi. Sao cuộc đời của tôi không được là chính tôi. Không được là chính tôi. Sao mẹ ở đây? Mẹ làm gì vậy mẹ? Dũng quá sao không Dũng? Mẹ làm gì vậy? Đi lên thay đồ đi về với mẹ. Nhanh lên! Mẹ làm gì vậy? Con qua nhà Dũng chơi thôi mà, có gì đâu mẹ. Không có nói nhiều nữa, bây giờ con có nghe lời mẹ không? Đi mẹ thay con, đồ con đi mẹ làm gì vậy? Tại sao con lại về? Mẹ. Dũng. Tôi không ngờ cậu là con người như vậy. Tôi nghĩ cậu là người rất đàng hoàng. Sao cậu đối xử với thằng Nhân con tôi như vậy hả? Gia đình tôi có làm tình làm tội gì cậu không, mà tại sao cậu lại đối xử với gia đình tôi như vậy? Thằng Nhân con tôi nó là một thằng con trai đàng hoàng, một thằng con trai bình thường như tất cả những đứa con trai khác. Tại sao cậu lại dụ dỗ nó? Tôi chỉ có một mình nó thôi. Nó là đứa mới lớn mà. Mẹ ơi, đừng có nói gì mà mẹ không có ai dụ con hết nữa mẹ. Không có ai dụ dỗ gì con hết á. Con sinh ra đã là như vậy rồi mà mẹ. Con sinh ra là như vậy rồi mà mẹ. Đúng là con. Lỗi là do mẹ. Mẹ biết không? Bao nhiêu năm nay mẹ dằn vặt vô cùng, mẹ áy náy vô cùng những điều mẹ đã gây ra cho con. Cái tai nạn mẹ gây ra cho con làm không cho con bị mặc cảm đúng không? Con không dám làm quen với bất kỳ một đứa con gái nào bởi vì con mặc cảm đúng không con? Nhớ đi mẹ. Mẹ nói nè, con phải nghe mẹ nói. Bất kỳ chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Mẹ sẽ đi tìm tất cả những bác sĩ giỏi nhất để mẹ chữa bệnh cho con. Con phải mở lòng với những đứa con gái. Bây giờ con mới hiểu được cảm giác của ba. Mẹ lúc nào á cũng không cho người khác nói. Mẹ sao vậy? Con sống chiều theo mẹ, chiều theo xã hội ngoài kia. Con mệt lắm, con mệt lắm mẹ biết không? Con không có về, con ở đây con không đi đâu hết á. Mẹ làm gì vậy mẹ? Con xe ra. Con giặt ra đi. Cô
Coi, nếu như con không chịu về nhà với mẹ, con có tin là mẹ sẽ chết ngay tại đây không nha? Mẹ ơi, mẹ đừng làm gì mà mẹ. Nhật, đi về đi. Về mà mẹ. Bà chết hả? Bà chết rồi ai trả tiền chuộc đống hình này đây? Tôi bảo đảm với bà, mấy tấm này mà đăng lên mạng là hot lắm đó. Bây giờ mày muốn gì? Mày muốn bao nhiêu tiền mày mới đưa lại cho tao những tấm hình đó? Thì chỉ có mấy tấm hình thôi, cỡ 500 triệu là đủ. Tôi sẽ gửi địa chỉ và thời gian để trao đổi. Mày là ai? Mày là ai mà tống tiền mẹ tao? Mày lo chuẩn bị tiền đi. Triệu. Nếu như bây giờ mình không đưa cho bọn nó thì cả xã hội này người ta sẽ biết được bác sĩ Nhân, con trai của mẹ. Đừng lo, Nhân sẽ lo liệu mọi thứ. Một ngày nữa thôi tụi mình sẽ có thể công khai ở bên nhau rồi. Cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đừng bao giờ cho ba con biết. Làm phòng nha. Mà con câu hỏi, hỏi hoài không có ông nha sĩ nào trả lời được cái trơn trội. Biết sao càng ngày cái nú nó cứ thâm như miếng thịt bò tái. Lâu lâu xỉa răng vô cái máu chảy ra chan vô giùm y chang chén nước tiết. Ông trời ơi, thêm chút đổ máu rồi đó chứ. Gọi cái gì mà gọi giật ngược. Mắc cười quá à. Nhà làm nha khoa thì phải thừa biết một cái chuyện, khi mà răng mình bọc sứ rồi không bao giờ xài cái tăm tre đó. Xài xài gì vậy? Ủa cái tăm chỉ đâu? Ôi phiền lắm bà ơi. Cái tăm chỉ bỏ vô kéo rọt rẹt không có đã cái nú. Với lại bỏ đâu nhiều khi không nhớ luôn đó. Gì? Gì đây? Tao theo cứ nhét tùm lum tà la rồi đầu óc. Bây giờ nó có nhớ quên sao mà nhớ được, không biết nữa. Mình à, vậy ai mới gọi tôi không? Hơi mệt quá. Bà gọi á? Cái gì vậy? Bữa nay làm gì tự nhiên đổi qua cái giọng ngọt ngào gọi mình một cái mọc ốc ở trơn trời vậy? Dù gì đây? Có một chuyện muốn bàn bạc nè. Gì? Mình biết sao không? Tôi á thì tôi có tiếp xúc với bạn gái của Nhân rồi đó. Nhưng mà tôi thấy nhỏ này không được mình á. Không được là không được sao? Giống như là nó không có thật lòng với Nhân nhà mình á. Không thật lòng hả? Nó vô nhà mình đặng nó đào mỏ hay gì á. Cái gì? Vô đây mà đào mỏ? Trời đất ơi, giỡn hoài, trời ơi. Thì bởi vậy cho nên tôi mới tính bàn với mình á, là bây giờ ha, mình nấu một bữa cơm, mình mời gia đình của anh Danh á, với kêu bé Phụng tới, mình cắp đôi cho tụi nó. Chứ tôi thấy con Phụng đẹp à nha, nhỏ cao ráo đẹp ghê luôn. Bà không, tất cả cũng do một miệng bà ra không chứ gì trơn trọi. Ban đầu thì cứ làm ra vẻ giống như là để cho con mình nó tự do ha, yêu đương thoải mái không ngăn cản đó. Rồi giờ cuối cùng sao? Mọi cái do bà quyết định không. Bà người đàn bà muôn màu muôn vẻ là bà đó. Nói nghe nè, tôi thấy cuối cùng lại á thì những người đàn ông trong gia đình không bao giờ thiếu được. Cuối cùng á thì những cái gì mà suy nghĩ của mình, ý kiến của mình là tôi thấy chính xác nhất. Bây giờ bà phải thấy được cái tầm quan trọng, cái giá trị lợi dụng, không cái giá trị của tôi hả?
tôi đi làm đi. Nữa, cái tâm chỉ kỳ nha. Thấy chưa, nó phiền phức quá, nó quên hoài là vậy đó. Cất vô cái áo ngực đi. Áo ngực đâu ra mà cất, bà để nói chuyện kỳ cục à. Cái túi áo ngực, thiếu chữ túi, bỏ vô đây. Có cái gì túi cũng hạ tiện. Nhớ nè, lúc nào mà chuẩn bị xỉa răng á, tập cái thói quen là vậy nè, tặc tặc. Đó, nó tặc là mình hiểu rồi. Biết rồi, bọn tôi làm đó. Ừ. Mấy chục năm qua, cô chú đã dành cả cuộc đời để gầy dựng lên Mai Auris. Ngày trước á, nó chỉ là một phòng nha khoa bé xíu thôi. Nhưng bây giờ thì nó đã là niềm tự hào của cô chú. Cả một chuỗi nha khoa đầy uy tín. Nó là cơ đồ của cô chú đó. Tất cả chỉ là để dành cho thằng Nhân. Cô chú chỉ có một mình nó là đứa con trai duy nhất, cho nên là muốn để lại một cái gì đó cho nó. Cô chú không muốn là sau này nó sẽ khổ như cha mẹ của nó. Thế cô làm gì? Cái thằng Dũng này á, coi vậy mà không phải vậy. Thằng Nhân cũng vậy, tướng vậy mà không phải vậy. Biết bao nhiêu những đứa con gái xinh đẹp gợi cảm mà nó lại chọn một thằng đàn ông. Cô, có chuyện gì vậy cô? Không có chuyện gì hết con. Hôn sự với gia đình ông Danh sẽ là một ván bài nguy hiểm. Thậm chí có thể chính ông ta là người đã chụp những tấm hình đó. Nhưng dù như vậy, ván bài này mình cũng vẫn phải chơi. Sớm nè, em bộ cho. Nhẹ nha. Dạ. Chị chị em về. Thưa cô nè. Ừ, dạ, thưa cô, về cô nha. Về. Dạ. Về nha hai đứa. Nhân, con đi đâu vậy? Con đi lấy sắp hình lại. Con có cần mẹ đi theo con không? Thôi, mẹ đi theo con chi? Chứ không phải là thằng Dũng nó chờ con ngoài kia, cho nên con không cần nhờ đến mẹ nữa đúng không? Mẹ đừng có đa nghi gì nữa được không? Dù cho là mẹ hay là Dũng thì con cũng không muốn ai đi theo con để gặp nguy hiểm hết đó. Đi, con đi theo nó đi. Dạ. Em ơi, mỗi năm cuộc đời. Trời ơi, vui vẻ quá. Trễ quá. Chào vợ yêu. Ôi trời, trời ơi. Uống gì á? Uống gì á? Thuốc nè. Thuốc gì uống kiểu này? Perfect Skin đó. Gì Perfect Skin? Gì vậy da? Đẹp da nổi nè. Hèn chi dạo này mướt rượt. Đã vậy vụ kia còn có nhiều điều mới mẻ. Vụ duyên quá. Có sáng tạo. Ê, nói bà nghe, báo bà biết một tin vui. Bà Danh, ông Danh, ông đã nhận lời tới nhà mình chơi rồi. Nè, ngày mai á, lo chuẩn bị đồ ăn thức uống cho đàng hoàng. Rồi nói với Nhân ngon mình, liệu mà cư xử cho phải phép á. Sao lẹ dữ vậy trời? Ôi, gì vậy? Ông này làm như ông trông tôi mời ông đến nhà hay sao? Ý bà là sao? Bà nên nhớ cái vụ này là bà gợi ý đúng rồi.
Bà là người gợi ý. Rồi bây giờ bà lật mặt vậy là sao? Không có lật mặt mà là ghét. Hả, tôi gợi ý tôi mời mà nhận lời cái tôi ghét liền hả? Kỳ vậy đó. Thiệt tình, bởi vậy giữa tôi với bà là chỉ có một đứa con là thằng Nhân thôi. Nhiều khi tôi muốn có thêm đứa nữa, đặt tên thằng Nghĩa, đủ một cặp cái tên cho nó hay ho. Mà mỗi lần gặp bà thôi chán. Thôi ngủ trước. Ngủ trước không chờ. Chào. Sao con? Con mệt quá, con đi nghỉ trước nha mẹ. Vì sao tôi phải sống? Tại sao không cho tôi đó con gái? Tôi không muốn cậu là một con ấm, phải chịu đau khổ rồi bị đuổi ra khỏi đường. Cái đồ ăn ở trên bàn này nè, nó không ngon bằng một thứ khác đời. Thứ gì? Anh Nhân nè, con muốn ăn anh Nhân. Con muốn ăn anh Nhân. Trời đất ơi! Ơi, cô là ai ở trong nhà tôi vậy? Không được mẹ ơi! Sen! Làm gì đó? Dạ dạ. Chụp hình. Không quay luôn, định hỏi luôn. Đang mệt chứ mệt. Định hỏi về cái này quay nha. Quay có xíu à? Không. Trang phục. Trang phục gì? Áo của ai? Áo ai tệ tôi? Vậy của ai? Vậy là cô mặc đồ của người ta không đó. Áo mặc của ông xã nè. Quần mượn của tài xế con nuôi nè. Vậy. À quên cái giày, cái lộn, có cái quần của mình thôi. Thầy Sơn nói đằng sau. Sao hai ngày quay chị Mèo thấy thế nào? Vui chứ? Cặp em, cặp. Không, có ngọc. Ôi khóa, kéo bụng xuống. Tôi còn anh đạp. Đồng viên này là những bà bầu